Quý vị thân mến, ở trẻ nhỏ và đặc biệt là trẻ sơ sinh thì rất dễ gặp phải tình trạng tư lưỡi. Bệnh tư lưỡi ở trẻ thì do một loại nấm có tên là Candida hoặc là nấm miệng gây ra. Bệnh tư lưỡi tuy không nguy hiểm nhưng có thể gây đau đớn và khó chịu cho con trẻ. Vậy nguyên nhân cụ thể của tư lưỡi là gì và các bậc cha mẹ có thể làm gì để phòng trị bệnh tư lưỡi cho trẻ một cách hiệu quả? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về vấn đề này trong tiểu mục Sức khỏe cho ngày mới hôm nay quý vị nhé. Tư lưỡi thường xảy ra cho trẻ sơ sinh và cho trẻ lớn. Thì nguyên nhân chính của tư lưỡi là do nấm Candida albicans. Và cái nấm này nó thường trú ngụ ở trong đường ruột của chúng ta. Và nó có thể có một số cái trường hợp mà dùng kháng sinh lâu ngày. Và cũng do cái cách mà mình chăm sóc nó chưa có đúng nên là trẻ cũng có thể bị nhiễm nấm và gây ra bệnh tư lưỡi. Khi em bé bị tư lưỡi thì em bé nó sẽ, trước tiên là nó sẽ có những cái bợn trắng ở trong miệng. Và những cái bợn trắng đó, nó khi mình rơ lưỡi thông thường nó không hết được. Và lâu dần cái bợn trắng nó sẽ lan ra. Nó lan ra và nó gây cho em bé bị đau. Có thể loét cả miệng và em bé bỏ bú và bỏ ăn. Đó là những cái mà tư lưỡi nó đưa ra. Và khi mà bỏ bú bỏ ăn thì em bé nó sẽ quấy khóc. Nhưng mà nó sẽ không chịu lên cân. Để đề phòng cái chuyện tư lưỡi thì trước tiên khi em bé chưa có vấn đề gì, cái việc chăm sóc miệng của em bé là cái mà chúng ta phải để ý và phải làm đúng. Khi nào mình thấy lưỡi em bé dơ thì mình mới rơ. Và rơ thì người ta vẫn rơ đều bên hai cái hốc má của em bé và trên nú em bé, nú trên, nú dưới và trên lưỡi. Đó là những cái trường hợp bình thường. Còn với những cái trường hợp mà đã bị nhiễm nấm, nghĩa là nó bị đóng bợn trắng, mà nó mới đầu nó sẽ đóng một đốm, hai đốm, rồi sau đó nó lan dần ra khắp miệng. Và nếu mà chúng ta không điều trị tốt thì nó sẽ lan vô trong cổ họng, xuống phế quản, xuống đường tiêu hóa, rất là nguy hiểm. Thành ra khi mà chúng ta thấy nó đã có đốm, mà mỗi lần mình rơ nó cắt cái đốm nó đi mà nó có rướng máu, thì là cái đó là có vấn đề về nhiễm nấm rồi đó. Thì khi mà bị nhiễm nấm thì chúng ta thay vì rơ bằng nước muối thì chúng ta sẽ rơ bằng cái dung dịch rơ lưỡi trước. Nếu mà nó vẫn không có chuyển biến gì thì lúc đó chúng ta cần tới khám bác sĩ. Và lúc đó bác sĩ sẽ cho một cái dung dịch rơ lưỡi có chứa thuốc ở trong đó gọi là Nystatin để rơ lưỡi cho em bé. Và cái cách thì cũng y như là mình rơ lưỡi lúc mình chăm sóc lưỡi. Và mình sẽ rơ nhiều lần trong ngày hơn. Trước đây á, theo ông bà xưa mình hướng dẫn thì mật ong rất tốt cho em bé, nhưng mà theo cái nghiên cứu bây giờ thì trong mật ong nó có khoảng 5% lượng bào tử vi khuẩn bào tử đó. Thì khi mà cái cơ thể em bé dưới 1 tuổi, cái đường ruột của nó chưa có đủ những cái kháng khuẩn để chống lại cái bào tử đó và nó cũng chưa đủ trưởng thành, nên nếu cái lượng 5% đó vô người lớn thì là không có vấn đề gì. Nhưng mà nếu cái lượng 5% đó mà vô ruột em bé thì em bé không có, cái ruột đó nó chưa có khả năng kháng cự lại, nên là cái bào tử đó nó sẽ sinh sôi ra và nó phát triển và nó gây hại cho em bé. Vậy nên người ta chống chỉ định em bé dưới 1 tuổi xài mật ong.